Chào mừng các bạn đến với kênh Thế Giới Chưa Được Khám Phá. Hôm nay các bạn hãy cùng chúng mình tiếp tục khám phá một địa điểm tuyệt vời khác, đó chính là thành phố Bát Quái. Tân Cương, Trung Quốc có một thành phố vô cùng kỳ lạ, mặc dù diện tích khá nhỏ nhưng được ví là mê cung vì có kết cấu đặc biệt. Đó chính là thành phố Đạt Khắc Tư, hay còn gọi là Tekes theo phiên âm quốc tế, được mệnh danh là thành phố Bát Quái. Toàn bộ thành phố trông giống như là một bản đồ bát quái thực thụ. Những con đường được liên kết chặt chẽ với nhau theo một quy luật. Người dân bất kể đi đường nào cũng đều có thể đến được điểm đích mình muốn. Hy vọng video sẽ mang lại những thông tin mới cũng như những trải nghiệm thú vị về du lịch và cuộc sống trên thế giới. Các bạn cũng đừng quên đăng ký và like để kênh có thêm động lực ra tiếp các video. Jack Ma đã từng nói, thứ rất quan trọng mà bạn phải có đó chính là sự kiên nhẫn. Các bạn hãy xem đến cuối video, chúng mình sẽ tiết lộ nhiều điều đặc biệt của thành phố Bát Quái, như vì sao thiết kế bát quái giúp thành phố này không bao giờ bị lũ lụt, và năm 1996, chính quyền đã cho tháo dỡ toàn bộ đèn giao thông của thành phố. Lý do là gì? Ở phần cuối của video này. Thành phố Bát Quái. Thành phố Tekes hay Đạt Khắc Tư là một thành phố nhỏ nằm ở Y Lê, khu tự trị Tân Cương, Tây Bắc Trung Quốc. Trong lịch sử, nơi đây chính là đất nước du mục lớn nhất Trung Quốc, Ô Tôn. Tekes được thành lập vào năm 1936, dân số hiện nay khoảng 170.000 dân. Thành phố này nhanh chóng thu hút được sự chú ý của truyền thông và khách du lịch nhờ quy hoạch độc đáo. Tương truyền, bố cục bát quái của thành phố được thiết kế bởi một giáo sĩ nhà Tống mang tên Will Chuji. Thiết kế này được đời sau hoàn thiện dần và đến năm 1936 mới hình thành một thành phố đặc biệt như ngày hôm nay. Cả thành phố đều dựa theo hướng bát quái, bao quanh 4 vòng tròn lớn là 8 con đường chính gồm Càn, Khôn, Tốn, Chấn, Khảm, Ly, Cấn, Đoài. Bát quái là khái niệm phức tạp của vũ trụ học đạo giáo, được hiểu nôm na là 8 biểu tượng đặc trưng của vũ trụ gồm thiên văn, địa lý, giải phẫu, võ thuật, y học và các lĩnh vực khác. Thuật ngữ này cũng đóng vai trò quan trọng trong phong thủy và có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhiều khía cạnh khác nhau trong cuộc sống của con người. Tuy nhiên, biểu tượng bát quái chưa từng được sử dụng để quy hoạch cả một thành phố, và thành phố Tekes đã trở thành ngoại lệ. Tất cả đường xá đều được quy về một điểm là quảng trường bát quái, có chiều cao 50m. Các tòa nhà trong thành phố này không cao lắm, nhưng được quy hoạch rất rõ ràng, hầu hết đều có chiều cao tương đương với nhau. Toàn thành phố được xây 3 vành đai vàng. Vành đai thứ nhất là quảng trường lớn, vành đai thứ hai là các tòa nhà dịch vụ công cộng và cửa hàng, vành đai thứ ba chính là nhà ở của cư dân. Nhìn từ trên cao, thành phố này là một hình bát quái khổng lồ. Nếu lần đầu đến đây, du khách có thể dễ bị lạc hướng bởi ma trận các cung đường bên trong rất giống nhau. Vì cách bố trí nhà cửa đặc biệt nên nơi này nổi tiếng với những tin đồn thần bí gây thích thú, khiến cho nhiều người muốn tìm đến. Thành phố Tekes được ví như là một thành phố bát quái lớn nhất trên thế giới, với diện tích 4 km², là sự kết hợp của tư tưởng bát quái và văn hóa kinh dịch. Được thiết kế theo dạng cứ khoảng 360m thì lại đặt một cung tròn. Bắt đầu từ trung tâm, mỗi con phố chính dài khoảng 1.200m. Từ trung tâm hướng ra ngoài sẽ có 4 đường tròn. Ở trong cung tròn đầu tiên có 8 cung đường. Vòng 2 chia thành 16 tuyến đường. Vòng thứ 3 chia thành 32 ngã. Vòng thứ 4 chia thành 64 ngã. Tất cả con đường này hệ thống nên bát quái 64 quẻ, đúng với số lý kinh dịch 64 quẻ 386 hào. Người dân ở khu vực Y Lê sống chủ yếu tập trung vào trung tâm thành phố bát quái. Nhìn từ trên cao xuống, du khách sẽ thấy tất cả mọi con đường đều đổ về quảng trường Bagua ở giữa. Do đó, dù là lần đầu tiên đến đây mà có đi lạc, các bạn cũng không cần lo lắng quá, vì cuối cùng cũng sẽ đến được quảng trường. Bước vào thành phố bát quái, các bạn có lẽ không thể cảm nhận được nét bí ẩn cổ xưa như tưởng tượng. Tuy nhiên, chỉ cần lên tháp ngắm cảnh cao hơn 50m ở quảng trường Bagua, trung tâm thành phố, các bạn có thể cảm nhận được ngay sức hấp dẫn của nơi đây. Quảng trường Bagua ở giữa thành phố là một tòa tháp cao 50m. Từ trung tâm sẽ có 8 con đường hướng ra phía xung quanh, giống như tia sáng trong bát quái. Phóng tầm mắt xuống toàn cảnh bên dưới, bạn sẽ thấy một phân thành phố là bản đồ bát quái cầu kỳ, được thể hiện qua những con đường và cụm tòa nhà. Nếu có thể ngồi trên máy bay, các bạn sẽ dễ dàng nhìn thấy cả thành phố là tấm bát quái hoàn chỉnh, trông vô cùng thần kỳ. Vì vậy, nếu có cơ hội, các bạn nên leo lên tòa tháp hoặc ở lại đêm tại Tekes để ngắm nhìn thành phố bát quái lúc về đêm lên đèn kỳ bí như thế nào.
Daegu được đưa vào danh sách thành phố lịch sử và văn hóa của Tân Cương, sau đó được nhà nước Trung Quốc công nhận là thành phố lịch sử và văn hóa cấp quốc gia vào năm 2007. Thành phố này ngày nay càng trở nên nổi tiếng với khách du lịch. Với việc chụp ảnh và du lịch trên không, du khách đến đây vô cùng tò mò, muốn tìm hiểu về cách bố trí có 102 của nó. Kể từ năm 2014, chính quyền địa phương đã cung cấp các tour du lịch trên không để chiêm ngưỡng thành phố từ trên cao. Từ thành phố này, các bạn có thể đi tới hồ Akekule trên núi cao với nước trong vắt, màu xanh lam, mùa đông đóng băng, mặt hồ vẫn lặng như tấm gương. Vào mùa hè, khí hậu quanh hồ mát mẻ, không khí trong lành. Ngoài ra còn có đồng cỏ Kalajun nằm ở độ cao 1.600 đến 2.800 mét, cũng là địa danh mà các bạn nên lui tới. Nếu có dịp tới đây, đừng quên đến ngâm mình trong suối nước nóng Koskesu với nhiệt độ trung bình 40 đến 50 độ C. Thời gian du lịch tốt nhất là từ tháng 5 đến tháng 9 hàng năm. Tuy nhiên khi đến đây, các bạn nên mang theo quần áo mùa đông do chênh lệch nhiệt độ giữa ban ngày và ban đêm rất lớn. Hãy tiếp tục xem video, chắc chắn các bạn sẽ bất ngờ bởi những thông tin tuyệt vời mà chúng mình sẽ chia sẻ tiếp theo. Những điều đặc biệt hiếm thấy của thành phố bát quái. Cách bài trí kỳ lạ của thành phố đã thu hút rất nhiều tín đồ đạo giáo đến tham quan. Họ cũng tin rằng nó chắc chắn được thiết kế bởi các chuyên gia thông thạo kinh dịch. Bởi vì thành phố không chỉ được xây dựng theo hình bát quái, mà địa thế núi bao quanh cũng rất hài hòa, hình thành nên thế trận Tiên Chu Tước, Hậu Huyền Vũ, Tả Thanh Long, Hữu Bạch Hổ trong kinh dịch. Từ quảng trường bát quái ở thành phố Tekes sẽ có 8 con đường chính gồm Càng, Khôn, Tốn, Chấn, Khảm, Ly, Cấn, Đoài, mở rộng ra khắp mọi hướng và mặt nền nghiêng góc nhỏ từ bắc xuống nam, tạo nên các đường thoát nước nhanh khi nước lũ đổ về. Cho nên ở thành phố bát quái không sợ bị lũ lụt như các thành phố khác của Trung Quốc. Do ở phía trên là sông Jili, xung quanh là thung lũng, nên hàng năm khi đến mùa mưa, thành phố bát quái lại đối diện với các thiên tai lũ lụt, ngập nước, nên việc quy hoạch như vậy được coi là giải pháp tối ưu. Thêm điểm đặc biệt nữa là Tekes cao ở phía bắc, rồi thấp dần về phía nam, nên mưa lũ có đến đột ngột cũng sẽ không bị lụt. Điểm độc đáo khác của thành phố này chính là trên đường không có một cột đèn giao thông nào. Các chuyên gia hoạch định phân tích, nhờ sở hữu các đường liên tiếp và tương thông, nên thị trấn này không xảy ra tắc nghẽn. Xe ô tô hay người đi đường, dù đi từ hướng nào đều có thể tới nên. Năm 1996, cơ quan chức năng đã tháo gỡ tất cả các đèn giao thông, biến nơi đây trở thành thành phố không có đèn giao thông đầu tiên và duy nhất của Trung Quốc. Bởi lẽ các con đường được nối thông với nhau theo hình vòng cung, nên sẽ không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, và các phương tiện dù cho đi theo hướng nào cũng sẽ đến được đích. Tuy nhiên để tránh bị lạc thì mỗi con đường đều có bảng chỉ dẫn. Theo bản tin của CCTV gần đây cho biết, do người dân Tekes ngày càng sử dụng nhiều phương tiện giao thông cá nhân là xe ô tô nên cũng khó duy trì tình trạng không tắc đường. Vì vậy tại một số điểm giao cắt gần như phải luôn có cảnh sát giao thông điều hướng để đảm bảo việc đi lại được thông suốt. Ngoài ra dù không có cột đèn giao thông cố định nhưng vào những giờ cao điểm, thành phố Tekes cũng có những cột đèn giao thông di động được đặt ở những điểm đông đúc để tránh tắc đường. Các bạn là những khán giả tuyệt vời và chúng tôi tin rằng các bạn sẽ rút ra được nhiều điều hữu ích từ video này. Các bạn hãy dành thời gian để khám phá thành phố bát quái, hòa mình vào văn hóa đa dạng và tận hưởng không gian xanh tươi, công trình kiến trúc độc đáo và sự ấm áp của người dân nơi đây. Điều đặc biệt là bạn cũng có thể tìm hiểu về tư tưởng bát quái và văn hóa kinh dịch trong quy hoạch kiến trúc của thành phố này. Nếu bạn đang dự tính một chuyến du lịch đầy phiêu lưu và khám phá, hãy đặt Tekes vào danh sách địa điểm cần đến. Thành phố bát quái này sẽ không làm bạn thất vọng. Với những kỷ niệm và trải nghiệm này, hãy nhớ rằng cuộc sống là một cuộc phiêu lưu vô tận và thế giới đang chờ đón chúng ta với nhiều điểm đến thú vị khác. Nếu cảm thấy kênh chia sẻ thông tin về du lịch và cuộc sống có giá trị, các bạn đừng quên nhấn nút like và subscribe để kênh có nhiều động lực ra video hơn. Hãy tiếp tục theo dõi kênh để hiểu biết hơn về các địa danh khác trên toàn thế giới. Cuối cùng, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các bạn khán giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong hành trình này. Chúc các bạn có một cuộc sống tràn đầy màu sắc và nhiều niềm vui từ những thứ giản dị xung quanh. Xin chào và hẹn gặp lại!